Hôm nay giới thiệu các bạn đó loa Bao Việt King 603S3. Đây là series cuối cùng của dòng 603 mà có chữ S, thì nó vừa từ dòng 603, 603S2, S3. Thì cái con này sở hữu cho mình một hệ thống 3 loa và sử dụng cái màn Kola đặc trưng của Bao Việt King cho chất âm rất là tuyệt vời, màu đen. Và phía trước của nó là nó có những cái đường kẽ này rất là đẹp, những cái đường này nó giống như tổ ong á. Thì cái con này nó có chiều cao là 91, chiều ngang là 20.5, chiều sâu là 28.7, trợ kháng là 8 ohm nha các bạn, trợ kháng 8 ohm và công suất là 150W mỗi loa, tần số là từ 34Hz cho đến 44kHz, độ nhạy là 90dB, rất là đẹp. Đối với một cái loa như này thì nó phải nói là tuyệt vời rồi, nó không có bị mốt méo, màng nhôm là nó tròn thì rất là đẹp, gân còn nguyên luôn nha. Cái này là mình bán là gân riêng, bạn lưu ý có những cái nó thay gân thì giá rẻ hơn rất là nhiều. Trép rồi rất là đẹp, là riêng nè, nó có cái đường này bên trong nè. Đây, Bower and Wilkins. Cặp này được sản xuất hoàn toàn tại Anh nha, Made in England. Đây, mình quay ra phía sau cho các bạn nhìn. Cái lỗ thông hơi nó nằm ở phía sau lưng. Các bạn thấy dòng chữ Made in England không? Nó bị che bởi cái trạm này nè, mình quay dưới. Đây, Made in England nè. Chơi được bi quay nha, cầu nối đều còn đầy đủ hết. Rồi, giá là 19.500.000, 19.500.000 cho một cái đôi loa đẹp và nguyên rin toàn bộ như thế này. Các bạn phải lưu ý là hàng này nó nguyên rin nha. Số series cũng liền kề, một bên là 00 77 590, một bên 00 77 600, cách nhau 10 số thôi. Rất là đẹp, góc cạnh đều liên lạc hết. Bên mình có bán USB và ổ cứng chép sạc nhạc chất lượng cao. Một cái USB là 128GB 800.000, còn một ổ cứng là 1.000GB, giá là 2.000.000. Thì trước khi mình test nhạc thì mình thử một đoạn nhạc acoustic, một cái đoạn nhạc thiên về nhạc cổ cho các bạn nghe một tí, rồi mình sẽ test nhạc vàng. Hiện tại mình cũng đang có một cặp 683. Thì 683 thì nó rẻ hơn tại vì nó made in China. 683 cái sau lưng này là 17.000.000. Nhiều ai 我爱你有几分我的情也真我的爱也真月亮代表我的心你问我爱你有多深我爱你。Đây là cái cặp lưới của nó này, lưới bằng nhựa bọc vải rất là đẹp. Tôi的爱不变月亮代表我的心轻轻的一个吻已经打动我的心。Một đoạn nhạc nhạc hoa như vậy, bây giờ mình test nhạc vàng nha, để các bạn nghe được biết được này, chơi đa thể loại nhạc đều được, giá 19.500.000. Cái dây loa này mình đang bán luôn này, dây loa là 1.100.000 một bề một cặp, mỗi bên 2.500.000 nha. Còn mình hiện tại đang có dây AV Acouphase này, dây nối từ đầu đĩa đầu dây mã qua âm ly, có cục chống nhiễu, giá là 1.100.000 luôn. Thank you.
lòng mình xót xa. Mùa thu năm nào anh với em gặp nhau, tưởng rằng mình quen nhau thôi, khi đã biết thì yêu rồi. Đôi trái tim chờ nhau, hứa hẹn mùa đông muôn thuở. Sương gió lạnh môi em, anh thấy lòng mình giá băng. Nhưng không ngờ định mệnh chia rẽ em xa nhau. Cuộc đời đôi ta hai lối, em dệt mưa giữa trời đơn côi. Còn anh chơi vơi ngày tháng bơ vơ nơi miền xa vời vợi, chuyện gì vang buồn lưu luyến chưa hề ngồi. Đêm đông dài sợ rằng nhung nhớ vội vai, tình vào thêm thua mãi mãi, em sẽ khóc suốt đời anh ơi. Thì em ơi em, vì nghĩa tương lai ta về say mộng lại, chuyện cũ sẽ vào dĩ vãng sẽ nhạt phai. Rồi sau cơn mưa giông tố sẽ vượt qua, trời đẹp và xanh bao la soi khắp lối đường anh về. Chim én mang mùa xuân xóa mờ niềm đau năm cũ, anh sẽ về bên em ta ấm lại tình cố nhân. Anh sẽ về bên em.